dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, Bắc Bộ tiếp tục chịu ảnh hưởng của không khí lạnh nên có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trời lạnh. Khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi đêm nay và ngày mai 26 tháng 10 có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, với tổng lượng mưa từ 70 đến 150mm, có nơi trên 250mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Khu vực Nam Bộ trời nắng gián đoạn, chiều tối có thể có mưa rào và dông. Thông tin cảnh báo đáng chú ý khác đó là thành phố Hồ Chí Minh và đồng bằng sông Cửu Long đang bước vào kỳ triều cường, cần đề phòng ngập nặng, gây trở ngại cho giao thông và sinh hoạt ở khu vực đô thị. Mực nước tại các trạm vùng hạ lưu sông Sài Gòn, Đồng Nai tiếp tục lên theo kỳ triều cường đầu tháng 10 âm lịch. Đỉnh triều đợt này có khả năng xuất hiện trong hôm nay đến ngày 27 tháng 10. Mực nước tại trạm Phú An và Nhà Bè có thể lên mức 1,67 đến 1,72 m, tức xấp xỉ báo động 3.